sớm à? Thưa các bạn, bữa nay mình mới vô cái chỗ chỗ dễ hạt xoài cho cây dừa kiển mini nha. Mình mới bỏ vú sữa đất lên cho giữ ẩm. Cái này là cũng sưu tầm chia lại của một nghệ nhân ở Bạc Liêu nha. Nghệ nhân Trần Trung Nghĩa. Đây là cái dừa uống nước bình thường của mình, dừa tươi. Nhưng mà chỗ này vô chậu nó sẽ nhặt lại như thế này đây. Lúc nãy ở cái chậu bự sâu hơn. Nhưng mà mình cho nó ra cái chậu dĩa hạt xoài thấp hơn. Và sau này cho cái cốt nó nhặt lại chút xíu, mình sẽ bỏ cái gáo bỏ cho cái thân nó xuống đất luôn. Đây là phân dừa trộn với đất tươi xốp với lại cát nha các bạn. Anh em muốn tham khảo hay là giao lưu chi tiết của vấn đề làm cách làm này á thì inbox ở phía dưới nha.